khỏi thành môn. Dược dầm ngàn đạp tuyết dầm sương a, lòng chi quyết thọ châu thành dài gia, cứu gia gia nào ha sơn giang. Tỏa sang nó ngàn chia ba nẻo, dược đường xa tìm đến cứu quyền a đường. Ô kìa, bia chi đó đỏ vẫn ở bên đàn, có ghi mấy chữ mấy hàm, ta xem qua cho tường tận. À, thì ra nơi đây có ghi mấy bài thơ tứ tuyệt, để ta xem. Bài thứ nhất: sang tỏa sang có một phụng quyền, trên tay hay giỡn cặp đao thương, coi ai có tài muốn ra kình thử, thắng được thưởng tiền lại kính nhường. Bài thứ hai ghi là: có tài mới dám địch cùng ta, yếu đuối xin đừng ráng sức đa, rủi có phạm nhầm e bỏ mạng, nơi đây không thuốc rực và thoa. Còn bài chót ghi là: văn sĩ đái võ đao, nhân dương gia nhị điểm, định thượng hữu quỳnh kim, song tỏa sang tài nữ. Chà chả, như vậy thì phát lối quá đi thôi. Ngụ ý hai bài thơ ngạo đó, nó khinh khi chẳng có anh hùng, con gái gì phận liễu bồ, chẳng biết dẹn chữ tùng đem nhan sắc hồng thiêu ghẹo khách. Nó bán giảng không hộ nhà thanh bạch, khoe tài sao khỏi tiếng thị phi, làm như vậy là phách lối rồi, để đó mà chi, được như thế cứu dòng họ nó khỏi thị phi dưới thế. Yeah.
ta nói người hãy nâng mà đeo quân bảo này phân hãy dấu là con quan quyền thiếu chi chốn đỉnh lương duyên sao mới muốn chồng rồi tự kiếm kiếm thơ để nơi bán lò rồi ngươi có dám làm gì được ta không hả? Nghe tiếng nói trêu ghen đánh cho chàng biết đâu đánh thì đánh 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 thì sao hãy chịu
Hữu Đường ơi, nơi sông tòa sang xin chứng minh cho ta thề hai. Thật đời kia dầu có hao mòn theo tháng năm, dầu nhảy ta mãi tình chung cùng người con gái trọn chung. Hãy nên dành tâm tình, đừng lưu.